Xôn xao vụ việc liệu siêu Phương Hằng có vi phạm bản quyền âm nhạc vì chế lời bài hát mà chưa xin phép. Những ngày qua, thông tin siêu Phương Hằng, tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam được trả tự do, trở lại với cuộc sống đời thường, chiếm sóng rất nhiều diễn đàn. Trong đó, hình ảnh bà Phương Hằng đứng trước hàng nghìn người trong buổi giao lưu tối ngày 29 tháng 9, hát ca khúc T30 và Tôi và Mưa An Phước do chính bà chế tác phần lời trên nền nhạc bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa của tác giả Tú Nhi. Tú Nhi là nghệ danh của danh ca Chế Linh. Những clip này sau đó được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, ngày hôm sau, phần beat karaoke bài nhạc Chế này cũng đã được sản xuất và tung lên mạng để mọi người có thể hát theo. Phóng viên Dân Việt đã liên hệ danh ca Chế Linh. Danh ca cho biết ông đang ở nước ngoài nên chưa hề biết về bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa của mình bị viết lại lời. Tuy nhiên, ông sẽ xem xét và có phản hồi sau. Trao đổi với Dân Việt, luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây được coi là hành vi xâm phạm quyền tài sản, quyền nhân thân của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 28 luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có thông tin chính xác, cụ thể về việc gây xôn xao dư luận này.